bác, người chú, anh chị đây. Và hôm nay là ngày đặc biệt, ngày vui vô chính. Ông Hồng Lương, ông biết nói gì hơn, xin lại ra tiếng hát để lại một vụ cho cái buổi tiệc vui ngày hôm nay. Để thay đổi không khí, xin phép cùng mình xin gửi một sáng tác của bác Diễn Châu. Ba câu dùng cầu được bằng tên Sân Ga Chỉ Có Một Người. Cho em chào bỏ tay lớn lớn với tinh thần là gia đình nha. Thank you.
cùng nhóm quán đầu cây ngon ngon. Người nhạc sĩ một mình ngồi lắng nghe hô tắc hô sầu như cả một đời khuya. Người xa người đợi nhạc cùng bao giờ tại rộn bao xưa yêu nhau tương ngó cách nay cửa sân cao sao gì có mùi anh đợi chờ gì quá mấy vẫn tàn thu khi người anh mong đợi về đây sân ga đâu tôi ngồi chỉ có một người ngồi đợi. Oh no.